Sáng nay, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao các quyết định về điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ tại một số sở ngành trong tỉnh. Theo đó, căn cứ luật chính quyền địa phương và thông báo của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phương án sắp xếp, luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022. Trong sáng nay, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Hoàng Tuyết Ban, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuổi Chùa giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ trao quyết định điều động bổ nhiệm đồng chí Vũ Văn Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuần Giáo, giữ chức Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Trao quyết định điều động bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Ngẳng, giữ chức Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn. Trao quyết định điều động bổ nhiệm đồng chí Vũ Xuân Linh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Mường Lai, giữ chức Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Phát biểu giao nhiệm vụ cho các đồng chí được điều động bổ nhiệm đợt này, đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị trên cương vị vị trí công tác mới các đồng chí cần nêu cao tinh thần đoàn kết gương mẫu trách nhiệm phát huy tốt năng lực sở trường để cùng tập thể các sở ngành thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ được giao nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới các đồng chí được điều động bổ nhiệm đợt này hứa sẽ không ngừng phấn đấu tu dưỡng đạo đức trao dồi kinh nghiệm cùng tập thể cán bộ các cơ quan đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được ban thường vụ tỉnh ủy tin tưởng và giao nhiệm vụ